Chỉ lướt qua vài giây, hot TikToker Mạnh Tiến Khôi vẫn khiến fan trầm trồ vì quá bảnh trai. Mạnh Tiến Khôi, biệt danh Khôi Min Hot Boy Nghệ An nổi lên với nhiều bộ ảnh ấn tượng khoe chiều cao lý tưởng và gương mặt góc cạnh hiện đại. Chiều cao lý tưởng 1m85, vóc dáng chuẩn 68kg và gương mặt lãng tử, hot boy Mạnh Tiến Khôi được nhiều shop thời trang, sự kiện mời với vai trò người mẫu ảnh. Mạnh Tiến Khôi từng xuất hiện trên sóng VTV6, kênh truyền hình dành cho giới trẻ và nhiều trang bóng mạng dành cho giới trẻ. Facebook cá nhân của Mạnh Tiến Khôi có lượng fan hùng hậu với hơn 110.000 người theo dõi. Từng theo học Học viện Ngân hàng, đang làm công việc kinh doanh cùng gia đình nhưng Mạnh Tiến Khôi có niềm đam mê lớn với nghề người mẫu. Anh Nhi luôn mơ ước trở thành người mẫu ảnh chuyên nghiệp. Mới đây, người hâm mộ đã phát hiện ra hot TikToker Mạnh Tiến Khôi trong chương trình Trò Chơi Trời Cho. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong khung hình, Mạnh Tiến Khôi vẫn rất nổi bật bởi nhan sắc soái ca của mình. Người hâm mộ tỏ ra thích thú với sự xuất hiện bất ngờ của Mạnh Tiến Khôi. Quả là một chàng trai toàn năng, làm TikTok được mà tham gia game show sẽ hết ý. Resort Corona hân hạnh đồng hành cùng chương trình.